thực vị thông tin từ hiệp hội các nhà băng cho vay thế chấp tín dụng bất động sản trong tuần qua giảm mạnh 6,2% so với tuần trước và giảm đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tín dụng bất động sản ở Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong 6 tháng và dự báo là không có dấu hiệu đi lên trong thời gian ngắn sắp tới, khi mà nhu cầu vay mua nhà hoặc vay thế chấp vẫn đang suy giảm. Cụ thể, tuần cuối cùng của tháng 6, tín dụng bất động sản giảm 6,2% so với tuần trước đó. Chỉ số đo lường nhu cầu tín dụng của thị trường trong tuần qua giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng mua nhà hạng sang đã ngưng chi tiêu. Giá trị trung bình của lượng hồ sơ vay mua nhà trong tuần qua giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Một nguyên nhân khác là do giá nhà đang trên đà tăng trưởng nhanh trở lại và vượt mức tăng của thu nhập người dân Mỹ hàng tháng.